Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với xưởng sản xuất Phạm Tuyên. Hôm nay thì qua nhiều yêu cầu của các bác khách ở xa thì không hiểu được thực tế là cái phòng sấy nó thiết kế như nào. Thì hôm nay em sẽ đưa đến quý khách hàng cùng quý anh chị đang quan tâm một cái giải pháp sấy rất là hiệu quả và chi phí thì cực kỳ tiết kiệm. Cái công nghệ sấy này thì nó được dùng là bơm nhiệt và tách ẩm. Đây em đang setup một cái phòng sấy như này thì nó có diện tích là 30 m². Cái dòng máy sấy này của em thì nó sấy được rất nhiều cái loại nông sản thực phẩm và rất là rẻ, chi phí thì cực kỳ thấp. Đây anh chị quan sát cái nước nó đang được tách ra khỏi dàn lạnh đây. Nước được tách rất là đều. Đây là em vừa bật máy độ khoảng 5 phút. Nên là cái nhiệt độ thì nó chưa lên cao. Đây nước thì rất là nhiều, nước này. Đây, anh chị quan sát nước đây. Nước vừa mới bật có khoảng 5 phút nhé. Phòng sấy này thì được ứng dụng trong rất là nhiều lĩnh vực nông sản, dược liệu. Anh chị quan tâm thì có thể liên hệ đến em qua số điện thoại 0979770165 để được em tư vấn và giải đáp nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.